Xây dựng chánh niệm và nuôi dưỡng trí tuệ tỉnh thức. Bài học từ cuốn sách Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi của tác giả Thích Nhất Hạnh. Cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một tác phẩm đầy cảm hứng, đưa chúng ta vào hành trình tâm linh sâu sắc dài 219 trang qua 9 chương. Trong mỗi trang sách, Thiền sư Thích Nhất Hạnh với tư duy sâu sắc và trí tuệ uyên bác đã phác họa một bức tranh đầy màu sắc về cuộc sống, nơi đất mẹ không chỉ là nơi chúng ta sống, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận. Mỗi dòng, mỗi chữ trong cuốn sách này vừa là những lời giảng dạy, vừa là hành trình nhỏ giúp người đọc thấu hiểu và trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn. Thiền sư đã mở ra một cánh cửa mới về sự tự do, giúp chúng ta nhìn nhận và giảm bớt những lo âu, phiền muộn về sinh tử, với quan điểm tự do là vĩnh cửu, sinh tử chỉ là cửa ngõ, một trò chơi cút bắt. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, với giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, đã vén màng bức vô minh, giúp chúng ta nhìn thấy rằng nỗi sợ hãi về cái chết chỉ là sản phẩm của ý niệm và hiểu biết sai lạc. Thầy dạy rằng, không có sinh, không có diệt, không tới, không đi, không giống nhau, không khác nhau, không có cái ngã thường hằng, không hư vô. Mở ra một cái nhìn mới mẻ và giải phóng về cuộc sống và cái chết, khi ta hiểu rằng mình không bị hủy diệt, ta không còn sợ hãi. Trong thời đại hối hả, cuốn sách này như một liều thuốc bổ cho tâm hồn, giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên giữa dòng chảy vội vã của cuộc sống. Với những triết lý sâu sắc, Thiền sư vừa khơi gợi cảm hứng về một lối sống chánh niệm, vừa đưa ra những bài học quý báu giúp chúng ta đạt đến trạng thái tỉnh thức, hiểu sâu về bản ngã và cuộc sống. Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi, không chỉ là cuốn sách, nó còn là một hành trình, một lời mời gọi chúng ta tìm lại chính mình trong nhịp sống hối hả và đầy thách thức của thế kỷ 21. Đây là một tác phẩm không thể thiếu trong tủ sách của những ai yêu thích thiền học và tìm kiếm sự tự do tinh thần trong cuộc sống đương đại. Tự muôn đời tôi vẫn tự do, tử sinh chỉ là cửa ngõ ra vào, tử sinh là trò chơi cút bắt, tôi chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Vậy, chánh niệm là gì? Chánh niệm, một khái niệm mang sức mạnh tinh tế nhưng mạnh mẽ, dễ dàng tiếp cận nhưng sâu sắc, là một kỹ năng sống quan trọng trong thế giới hiện đại. Nó vừa là một phương pháp thiền, vừa là một lối sống, một cách tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc đời. Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con đường quen thuộc, nhưng lần này bạn chú ý đến từng bước chân, cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng, hương thơm của cỏ cây và tiếng gió vi vu. Đó chính là chánh niệm. Sự hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, không bị lôi cuốn bởi quá khứ hay lo lắng về tương lai. Chánh niệm không đơn thuần là ngồi thiền, mà là việc áp dụng sự chú ý, nhận thức không phán xét vào mọi hoạt động hàng ngày. Khi bạn ăn, hãy thực sự cảm nhận hương vị, kết cấu của thức ăn. Khi bạn nghe ai đó nói, hãy thực sự lắng nghe, không phân tâm. Chánh niệm giúp chúng ta sống chậm lại, nhận ra và trân trọng từng phút giây của cuộc sống. Trong thế giới hối hả, chánh niệm giống như một ngọn hải đăng, chiếu sáng và hướng dẫn ta trong biển cả suy nghĩ và cảm xúc. Nó giúp chúng ta nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình của việc nhận thức và trân trọng từng khoảnh khắc. Trong bối cảnh cuốn sách này của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chánh niệm nổi bật lên như một sức mạnh chuyển hóa và chữa lành. Thiền sư khuyến khích người đọc tìm đến chánh niệm như một cách để điều hướng bản thân trong bức tranh phức tạp của sự sống và cái chết. Thầy đã mô tả chánh niệm như một cuộc hành trình tâm linh, một sự đắm chìm trọn vẹn vào từng khoảnh khắc hiện tại, mở ra một tầm nhìn sâu sắc, phá vỡ những giới hạn thông thường của sinh và tử. Thông qua chánh niệm, các cá nhân có thể phát triển mối liên hệ sâu sắc với nội tâm của mình, nuôi dưỡng cảm giác bình yên và tĩnh lặng khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Những lời dạy của thầy Thích Nhất Hạnh nhấn mạnh đến sức mạnh giải phóng của chánh niệm, kêu gọi người đọc trau dồi nhận thức và vượt qua nỗi sợ với cái chết, mở ra cánh cửa dẫn đến cảm giác tự do và kết nối sâu sắc. Thầy cũng mô tả chánh niệm như một mảnh đất màu mỡ, nơi hạt giống trí tuệ bén rễ và nảy nở. Dưới góc nhìn của sự chánh niệm, con người phát triển một sự nhạy bén cao độ với sự liên kết của tất cả hiện tượng, vượt qua những ranh giới thông thường của sự sống và cái chết. Sự nhận thức sâu sắc này được thể hiện qua nhiều phương pháp thiền và bài tập trầm tư trong cuốn sách, trở thành một chất xúc tác mạnh mẽ cho sự bùng nổ trí tuệ. Thiền sư Thích Nhất Hạnh khuyến khích người đọc quan sát sự vô thường của cuộc sống để hiểu cách chánh niệm giúp chúng ta hiểu rằng
mọi thứ luôn trong trạng thái biến đổi. Hơi thở, trọng tâm trong thực hành chánh niệm, trở thành một phép ẩn dụ cho sự vô thường của cuộc sống. Một hơi thở vào đại diện cho sự sinh ra và một hơi thở ra tượng trưng cho cái chết. Bằng cách quan sát chu kỳ vĩnh cửu này một cách tỉnh thức, các cá nhân có thể nuôi dưỡng trí tuệ sâu sắc vượt qua sự hiểu biết của sách vở thông thường, biến nó trở thành một trải nghiệm sống. Hơn nữa, cuốn sách đã đi sâu vào khái niệm tương tức, nhấn mạnh rằng không có gì là tồn tại biệt lập. Thiền sư đưa ra ý tưởng rằng chúng ta có một mối liên hệ với nhau và tất cả chúng sinh, vũ trụ, chánh niệm là công cụ giúp bộc lộ mối liên hệ vốn có này. Bằng cách suy ngẫm một cách tỉnh thức về tính phụ thuộc lẫn nhau của vạn vật, độc giả có thể chứng kiến vẻ đẹp và trí tuệ khi ta thừa nhận bản chất liên kết của mình. Thiền sư đã tinh tế minh họa cách thực hành chánh niệm để trở thành nguồn an ủi sâu sắc, khuyến khích người đọc hoàn toàn nhập tâm vào thời điểm hiện tại. Ngoài ra, Thiền sư Thích Nhất Hạnh còn giới thiệu một số kỹ thuật thiền để bạn có thể thực hành chánh niệm. Mỗi kỹ thuật này đều giúp chúng ta gia tăng nhận thức đối với hiện tại. 1. Hơi thở chánh niệm. Thiền sư nhấn mạnh việc tập trung qua hơi thở là một kỹ thuật cơ bản trong thực hành chánh niệm. Qua việc chú ý đến quá trình hít thở, người thiền tập trung vào hiện tại, tạo ra sự bình yên và tập trung trong tâm trí. 2. Thiền đi bộ. Thiền sư mô tả thiền đi bộ như một cách thể hiện chánh niệm trong mỗi bước chân, đi bộ chậm rãi, có ý thức, giúp mỗi người kết nối sâu sắc với trái đất và trải nghiệm niềm vui đơn giản của việc đi bộ, mở rộng chánh niệm ra khỏi việc ngồi thiền một chỗ, chứng minh rằng chánh niệm có thể thực hành và hiện diện ngay cả trong những hoạt động đơn giản hàng ngày. 3. Suy ngẫm về sự vô thường. Thiền sư hướng dẫn người đọc suy ngẫm về tính chất nhất thời của cuộc sống. Khi nhận thức được sự vô thường, chúng ta phát triển một cách nhìn sâu sắc hơn về thực tại và khuyến khích chánh niệm bằng cách tập trung vào hiện tại. 4. Thiền tương tức. Thiền sư Thích Nhất Hạnh giới thiệu các phương pháp thiền tô đậm thêm sự tương quan, mối quan hệ của mỗi cá nhân với vạn vật. Chúng ta phát triển những liên kết với thế giới xung quanh thông qua những suy nghĩ tỉnh thức về chính mối liên hệ này. Nó trở thành một lời nhắc nhở liên tục, khuyến khích chúng ta tiếp cận cuộc sống với lòng trắc ẩn và hiểu biết. 5. Thiền yêu thương. Thiền sư khuyến khích việc mở rộng tình yêu thương và lòng từ bi, bắt đầu từ bản thân, sau đó là đối với người khác. Kỹ thuật này không chỉ giúp xây dựng một cảm giác kết nối, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một trái tim nhân ái, mở lòng với hiện tại. Tiếp theo, chúng ta hãy đi qua những lời dạy của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong cuốn sách này. Thiền sư đã khám phá cái chết bằng cách tiếp cận với sự hiểu biết sâu sắc về vô thường và mối liên hệ tương quan lẫn nhau của chúng ta. Thiền sư giới thiệu sức mạnh chuyển hóa của chánh niệm khi phải đối mặt với cái chết. Thông qua lăng kính chánh niệm, các cá nhân được khuyến khích hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, đánh giá cao sự phong phú của cuộc sống mà không khuất phục trước nỗi sợ hãi về tương lai không chắc chắn. Cuốn sách cũng đã thách thức những quan niệm thông thường về sinh tử, coi chúng như những ảo tưởng của tâm trí hơn là thực tại. Chánh niệm được biểu hiện như một công cụ giúp vượt qua những ảo tưởng này, cho phép các cá nhân nhận ra rằng cuộc sống là một quá trình biến đổi liên tục. Thầy còn mô tả chánh niệm như một không gian để ôm lấy những nỗi đau và mất mát, cung cấp cho chúng ta một không gian để thở, để điều hướng cảm xúc phức tạp liên quan tới cái chết. Việc thực hành chánh niệm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Bằng cách hiểu rõ nguyên nhân của đau khổ và tiếp cận chúng bằng chánh niệm, mỗi cá nhân có thể tìm thấy niềm an ủi ngay cả khi đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi của cuộc sống. Những lời dạy của thiền sư đưa ra hướng dẫn để chúng ta đón nhận cái chết một cách nhẹ nhàng, thay đổi cách mọi người nhìn nhận về sự sống và cái chết. Ngoài ra, thiền sư Thích Nhất Hạnh còn hướng dẫn bạn cách kết hợp chánh niệm vào những hoạt động thường nhật, biến chúng thành những cơ hội để tăng cường sự nhận thức và hiện diện. 1. Chánh niệm trong ăn uống. Thích Nhất Hạnh khuyến khích người đọc thực hành chánh niệm trong bữa ăn, tận hưởng từng miếng ăn với sự nhận thức đầy đủ về vị giác. Mỗi bữa ăn trở thành một buổi thiền, nơi ta học cách trân trọng và cảm nhận sâu sắc từng hương vị. 2. Chánh niệm trong giao tiếp. Thiền sư mở rộng ứng dụng của chánh niệm vào lĩnh vực giao tiếp,
khuyến khích việc lắng nghe chân thành và hiện diện trong mọi cuộc trò chuyện. Việc thực hành chánh niệm trong giao tiếp giúp xây dựng và duy trì các mối quan hệ sâu sắc, thấu hiểu và từ bi. 3. Chánh niệm tại nơi làm việc. Thầy Thích Nhất Hạnh cũng đã khích lệ việc áp dụng chánh niệm vào công việc, khuyến khích độc giả tiếp cận mỗi nhiệm vụ với ý thức cao độ, đánh giá kỹ lưỡng mỗi hành động và duy trì một tâm trạng ổn định cũng như tập trung. Điều này không chỉ giúp tăng cường hiệu suất làm việc mà còn mang lại sự bình an và hài lòng trong công việc. Cuốn sách này của Thiền sư Thích Nhất Hạnh không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy về các khái niệm và lý thuyết mà còn đi sâu vào việc khám phá cách chánh niệm có thể hòa nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Đối với thiền sư, chánh niệm đã trở thành một phần của cuộc sống, một cách sống mà qua đó, mỗi hành động và khoảnh khắc đều trở thành cơ hội để tăng cường sự hiện diện và ý thức. Khi đi sâu hơn vào con đường được không diệt, không sinh, đừng sợ hãi soi sáng, bạn được nuôi dưỡng một cuộc sống chánh niệm, nơi mà mỗi hơi thở, bước đi và khoảnh khắc đều trở thành cơ hội để khám phá bản thân sâu sắc và tăng cường kết nối với hiện tại, góp phần xây dựng một trí tuệ tỉnh thức. Và đó là nội dung chia sẻ của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Hãy like và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.